những tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Quế Ngọc Hải không hài lòng với hàng thủ sông Lam Nghệ An. Câu lạc bộ Công an Hà Nội chiêu mộ cựu đội trưởng U18 Arsenal. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm lên tiếng về Lương Xuân Trường. Xin chào quý khán giả của FPT Play. Bản tin bóng đá Việt ngày 13 tháng 2 đã sẵn sàng gửi đến quý vị những tin tức nóng hổi nhất. Thưa quý vị, cuộc chiến bất phân thắng bại giữa câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và câu lạc bộ Hải Phòng đã khiến cho đội bóng xứ Nghệ chưa biết dư vị chiến thắng tại V-League 2023. Thi đấu với lợi thế sân nhà, tuy nhiên, Sông Lam Nghệ An không có được 3 điểm như mong muốn. Các cầu thủ đội bóng xứ Nghệ liên tục chuyền hỏng và để mất bóng vào chân của cầu thủ Hải Phòng. Trần Văn Tiến được tin tưởng giao trọng trách thay thế thủ môn số 1 Văn Hoàng bị chấn thương, tuy nhiên mắc sai lầm ngay phút thứ 10 sau một đường chuyền bất cần. Là thủ lĩnh của đội, Quế Ngọc Hải liên tục phải nhắc nhở các đồng đội tập trung. Anh nhiều lần bực bội vì các hậu vệ mắc lỗi vị trí để đối phương có nhiều khoảng trống. Sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng Nguyễn Huy Hoàng tỏ ra không hài lòng vì các học trò mắc quá nhiều lỗi. Thật lòng thì cái lối đá hôm nay bị bẻ gãy rất nhiều, cho nên là cái triển khai đến cho các cầu thủ ngoài bên phía trên cũng rất là hạn chế. Trận đấu này các cầu thủ, kể cả cầu thủ lớn tuổi, các cầu thủ trẻ triển khai bóng từ dưới lên nó không hợp lý và bị chưa được tốt lắm trong các cái đợt tấn công biên lên. Chúng tôi cũng thiếu cầu thủ Văn Hoàng đang chưa chỉ chấn thương, cho nên cầu thủ Văn Tiến cái tâm lý về chơi bóng chưa được ổn định lắm. Đấy là một cái thiệt thòi cho hàng phòng ngự. Qua 3 vòng đấu thì nói thật sự được 3 điểm về tôi thì tôi chưa hài lòng về cái kết quả, về cái điểm số của đội Sông Lam hiện tại bây giờ. Sông Lam Nghệ An đã có trận hòa thứ 3 liên tiếp ở mùa giải V-League năm nay. Trận tới, họ sẽ có cuộc đọ sức với Tân Binh Khánh Hòa. Đây là cơ hội để đoàn quân của huấn luyện viên Huy Hoàng có được chiến thắng đầu tiên. Tôi nghĩ các đội bóng đều không hiểu cả, và khi đá trên sân nhà Khánh Hòa thì chúng tôi phải chuẩn bị trận đấu làm sao cho tốt để đá với đội Khánh Hòa trên sân 19 tháng 8. Tân Binh Sumo Fred đã gây ấn tượng mạnh mẽ bằng cú hat-trick trong trận ra quân với Topiland Bình Định. Tuy nhiên, ngoại binh từng chơi ở Bundesliga đã không có duyên gắn bó lâu dài với V-League. Đội bóng ngành công an đã tìm ra nhân tố mới thay thế và người này cũng sở hữu CV ấn tượng. Mới đây, câu lạc bộ Công an Hà Nội bất ngờ thông báo chia tay tiền đạo Sumo Fred, người đã lập hat-trick trong chiến thắng 5-0 trước Topiland Bình Định ngay trước thềm vòng 3 V-League 2023 khởi tranh. Thông tin này ngay lập tức khiến cho nhiều cổ động viên của đội bóng ngành công an cảm thấy bất ngờ, bởi Fred là cầu thủ sở hữu một bản CV cực kỳ ấn tượng trong số các ngoại binh ở V-League. Theo tìm hiểu, Fred đã dính một chấn thương gối khá nặng sau trận thắng 5-0 trước Topiland Bình Định. Ngoài ra, kết quả kiểm tra y tế cho thấy anh có tiền sử chấn thương đầu gối khá nghiêm trọng trước khi đến với V-League. Bản thân Fred cũng đã vắng mặt ở trong trận thua 0-2 của Công an Hà Nội trước Hà Nội FC. Ngay lập tức, ban huấn luyện Công an Hà Nội đã quyết định chi mộ Elton Montero để thay thế. Anh từng là cựu đội trưởng của U18 Arsenal. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức thanh lý tiền đạo Alexander Brook và đang cân nhắc chọn Victor Mansaray cho chặng đường gian nan ở phía trước. Mansaray sinh năm 1997, anh từng khoác áo U18 và U20 Mỹ trong giai đoạn 2014-2017. Sang Việt Nam từ mùa năm 2019, Mansaray tỏ ra tương đối phù hợp với các đội bóng tầm trung. Điểm mạnh của anh là khả năng càng lướt và chịu khó di chuyển. Sáng 12 tháng 2, anh đã tiến hành kiểm tra y tế và ký hợp đồng với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Cựu cầu thủ của Bình Dương từng khoác áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở giai đoạn lượt về mùa giải năm 2019, sau đó là các đội như là Hà Tĩnh, Bình Dương và Nam Định. Ở vòng 3 này, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp đón Khánh Hòa trên sân Thống Nhất. Cả hai đội đều chưa có điểm số nào sau 2 vòng đấu. Cụm tin ngắn hôm nay sẽ bắt đầu bằng cầu thủ Lương Xuân Trường. Cựu tiền vệ Hoàng Anh Gia Lai là cái tên gây chú ý nhất khi được đưa về câu lạc bộ Hải Phòng ở thị trường chuyển nhượng năm nay. Tuy nhiên, cầu thủ gốc Tuyên Quang vẫn chưa có màn chào sân tại V-League 2023 do gặp phải chấn thương. Điều này làm ảnh hưởng đến quá trình tập luyện cũng như khả năng ra sân của cầu thủ 27 tuổi. Cùng với đó là một số thông tin khác. Ở vòng 3 V-League năm nay, Sông Lam Nghệ An chật vật hòa 1-1 trước Hải Phòng khi tiếp đón đối thủ Trường Sơn Vinh. Sau trận đấu, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho biết Sơn Vinh không đủ đáp ứng lối chơi của cả hai đội nên dẫn tới kết quả hòa nhạt nhòa. Về tình hình của Lương Xuân Trường, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho biết vắng Xuân Trường không ảnh hưởng đến lối chơi của câu lạc bộ Hải Phòng, và nếu có trở lại, anh cũng không được đá chính ngay, và chính bản thân Xuân Trường cần phải tìm cách hòa nhập với lối chơi của đội bóng. Sau khi chia tay Hoàng Gia Lai trước thềm V-League 2023 khởi tranh, Xuân Trường đã cập bến Hải Phòng. Tuy nhiên, tính cho tới thời điểm này, anh vẫn chưa có một lần ra sân tại V-League trong áo của câu lạc bộ mới bởi chấn thương gặp phải ở trong trận đấu giao hữu tiền mùa giải.
Quang Hải là cái tên đáng chú ý nhất trong đội B Pau FC trong trận đấu với Stade Montois ở giải hàng năm nước Pháp. Tuyển thủ Việt Nam là thành viên của đội chính chuyển xuống đội B để lấy cảm giác thi đấu sau một khoảng thời gian không được ra sân thường xuyên. Tiền vệ sinh năm 1997 tiếp tục được trao nhiệm vụ thực hiện các tình huống cố định của đội nhà và Quang Hải đã ghi dấu ấn bằng một pha kiến tạo dẫn tới bàn mở tỷ số của đội nhà. Đây là trận đấu thứ hai Quang Hải ra sân cho đội B của Pau FC và là lần đầu tiên anh chơi đủ 90 phút trong một trận đấu kể từ khi chuyển tới Pháp. Việc ra sân ở giải hạng năm nước Pháp là cơ hội để cho Quang Hải duy trì thể lực và cảm giác thi đấu. Vũ Minh Hiếu và Nguyễn Cảnh Anh đã chính thức ra mắt câu lạc bộ Cheongnam City ở K-League 2. Bộ đôi này sẽ có cơ hội đối đầu với Nguyễn Văn Toàn ở đội Seoul Island tại mùa giải 2023. Minh Hiếu và Cảnh Anh đã vượt qua buổi thử việc cùng Cheongnam City trong buổi tập huấn ở Chonburi vào tháng 1 năm 2023. Sau đó, hai cầu thủ trưởng thành từ Hoàng Anh Gia Lai nhận được giấy xác nhận ký kết hợp đồng để bay sang Hàn Quốc thi đấu. Hiện tại, cả hai đang tập luyện và sẵn sàng cho K-League 2 khởi tranh ngày 1 tháng 3. Minh Hiếu sinh năm 2002, chơi ở vị trí tiền đạo, còn Cảnh Anh cũng sinh năm 2002, vị trí sở trường là trung vệ. Mùa vừa rồi, Minh Hiếu được ra sân 136 phút ở V-League, còn Cảnh Anh chưa thi đấu một phút nào ở câu lạc bộ Hải Phòng theo dàn cho mượn. Thưa quý vị, hôm nay đội tuyển U20 Việt Nam đã hoàn tất buổi rèn luyện cuối cùng. Toàn đội đã sẵn sàng lên đường để tập huấn quốc tế, chuẩn bị cho vòng chung kết U20 châu Á 2023. Thông tin này sẽ khép lại bản tin bóng đá Việt ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo. Đội tuyển U20 Việt Nam do huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt đã tập trung từ ngày 29 tháng 12 năm 2022 để chuẩn bị cho vòng chung kết U20 châu Á năm 2023. Đội tuyển đã có 3 tuần tập luyện trước Tết Nguyên đán và 2 tuần sau Tết tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Toàn bộ quá trình chuẩn bị thể lực, chuyên môn cho các cầu thủ đã được chuẩn bị kỹ càng. Trong quá trình tập huấn, các cầu thủ U20 Việt Nam đã có 2 trận đấu giao hữu. Một trận kết thúc với tỷ số 0 đều với câu lạc bộ PVF Công an Nhân dân, một trận hòa với tỷ số 3 đều trước câu lạc bộ Hòa Bình FC. Trong ít ngày vừa qua, đội tuyển cũng đã có thêm những sự bổ sung về mặt nhân sự khi các cầu thủ Quốc Việt và Đức Việt của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã lên tập trung cùng với toàn đội. Do có nhiều cầu thủ tập trung muộn nên huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tỏ ra không thực sự hài lòng. Đương nhiên thì sau trận đấu như hôm qua các bạn xem rồi, một trận đấu giao hữu thì chúng tôi đã lọt lưới 3 quả thì cũng phải suy nghĩ lại. Nói thật ra thì tôi cũng không lo lắng gì mấy. Cái nhiệm vụ và cái trọng tâm chúng tôi là thể lực. Nhưng mà thật ra thì mong muốn thì mong muốn rất là nhiều. Nhưng mà chúng tôi cũng sẵn sàng những phương án, chẳng hạn như một số cầu thủ ở V-League. Nếu họ không thể qua được cùng với đội trước khi giải bắt đầu, hoặc là qua ở những tình trạng mà thể trạng không tốt lắm, chúng tôi cũng đã sẵn sàng. Và có thể cái lực lượng như thế nào chúng tôi cũng phải hết sức cố gắng. Và chúng ta biết là một cái giải đấu mang tầm châu lục và nằm bảng đấu rất là mạnh, thì tất cả những sự chuẩn bị là đã đầy đủ hết rồi. Một giai đoạn trước khi nghỉ Tết và bây giờ là 2 tuần nữa, và tôi nghĩ là hài lòng thì chưa, nhưng tôi cũng yên tâm vì 2 tuần vừa qua là cái chương trình tập rất là nặng, các cầu thủ đều thực hiện rất là tốt. Bên cạnh việc một số cầu thủ tập trung muộn do bận tham dự V-League, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn còn đặc biệt quan ngại về các cầu thủ không được thường xuyên ra sân thi đấu tại câu lạc bộ. Tôi cũng đã từng nói là ví dụ các anh đá ở đội tuyển quốc gia thì thường xuyên chơi ở V-League, chơi câu lạc bộ thì không cần thời gian nhiều, cần vài ngày lên với đội tuyển quốc gia họ cũng đã thấy họ nhập rồi. Còn đây các cầu thủ trẻ như các bạn thấy như Quốc Văn Khang ở Viettel sau 3 vòng đấu không hề có trong danh sách đăng ký thi đấu. Thì cái đó cũng là một cái điều rất là khó. Cầu thủ không được thi đấu, đặc biệt cầu thủ trẻ nữa là cũng phải có cả một vấn đề. Chúng tôi cũng phải cân nhắc thật là kỹ trước khi chọn một cái đội hình thật là tốt để mình thi đấu. Cũng trong buổi tập cuối cùng tại Việt Nam trước khi lên đường sang UAE tập huấn, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn phải nhận tin không vui khi hậu vệ Vũ Văn Sơn, sinh năm 2003, hiện đang thuộc biên chế của Hà Nội đã dính phải một chấn thương. Theo kế hoạch, vào đêm ngày 14 tháng 2, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ lên đường sang tập huấn tại UAE trong thời gian 2 tuần. Ở đây, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ có thêm 2 trận đấu giao hữu quốc tế chất lượng. Kết thúc chuyến tập huấn, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ di chuyển sang Uzbekistan dự vòng chung kết U20 châu Á năm 2023, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 18 tháng 3. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U20 Việt Nam nằm ở bảng B cùng với các đội tuyển U20 Australia, U20 Qatar và U20 Iran.
số phận đưa họ sớm gặp nhau khi cả hai đều là những ứng viên sáng giá. Lượt đi vòng loại trực tiếp UEFA Champions League, Paris Saint-Germain, Bayern Munich gặp gỡ thượng đỉnh tại Kinh đô Ánh Sáng, 3 giờ ngày 15 tháng 2, trực tiếp, trọn vẹn trên FPT Play. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.